Một Phật tử nó hỏi kính bạch sư phụ, con là Diệu Âm Trí Tài ở Vĩnh Phúc, con có hai thắc mắc muốn hỏi sư phụ. Một, con đã nghe pháp sư Tịnh Không giảng về danh xưng Diệu Âm, xong do con căn tính chậm lụt, con chưa hiểu, con xin thầy giảng kỹ hơn ạ. Cái từ Diệu Âm này ở trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng thế giới Tây Phương Cực Lạc có vô số, có hàng hà sa số các vị Bồ Tát pháp danh là Diệu Âm, và được Đức Phật A-di-đà thọ ký cho tất cả các vị Bồ Tát pháp danh là Diệu Âm đó, trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành, tính ra đời khác kiếp khác thì nhiều đời, nhưng ở Tây Phương Cực Lạc lại trải qua một đời một kiếp tu hành ở Tây Phương Cực Lạc đều được thành Phật, hiệu là gì? Diệu Âm Như Lai. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nương vào Kinh Vô Lượng Thọ ấy, ngài mới quy cho các Phật tử tại gia đều lấy chung là một pháp danh là Diệu Âm. Cư sĩ đạo tràng chúng ta cũng tu theo trình độ, chúng tôi cũng nương vào Hòa Thượng để hoằng truyền và đem pháp môn tịnh độ để vừa tu tập về đi truyền bá cho tín đồ Phật tử, cho những người có duyên với pháp môn tịnh độ là cùng tu với nhau. Cho nên thấy cái gì cũng đặt là pháp danh cho các Phật tử trong đạo tràng chúng ta là Diệu Âm, nhưng để phân biệt giữa người này với người kia. Ví dụ nam thì tên là Thắng chẳng hạn là gì? Diệu Âm Chí Thắng. Tên là Tài là Diệu Âm Chí Tài, tên là Đức Diệu Âm Chí Đức, vân vân. Nữ thì tên là Hồng chẳng hạn là Diệu Âm gì? Tịnh Hồng. Tên là Hòa, Diệu Âm Tịnh Hòa. Tên là Hiền, Diệu Âm Tịnh Hiền. Để phân biệt. Hòa Thượng Tịnh Không thì ngài cũng đặt tất cả là Diệu Âm hết. Nhưng đạo tràng chúng ta thì có thêm một cái tên khai sinh, tên cha mẹ đặt cho nữa. Tên là Hoa là Diệu Âm Tịnh Hoa, tên là Thắng là Diệu Âm Tịnh Thắng, tên là Bình thì Diệu Âm Tịnh Bình, vân vân chẳng hạn. Đấy là chỉ cho nữ. Còn nam thì gì? Lấy Trí hoặc lấy Phúc. Trong khi quy Tam Bảo, lấy Trí thì chúng ta gọi là Trí, Phúc thì gọi là Phúc. Tên là Hải là Diệu Âm Trí Hải, tên là Đông là Diệu Âm Trí Đông, vân vân chẳng hạn. Nói thế rõ chưa? Chắc là rõ đúng không?